chưa có trà rồi hả? Ừ, chị có rồi. Trời ơi, vậy là em phải lập biên bản phạt chị rồi. Sao vậy? Tại vì vô đây là phải sử dụng đồ trong này như đọc phim đó, không được mang mày vô. Trời ơi, phải công nhận luôn á nha, em không đẹp mà em khó quá à. Không, tại hồi nãy chị gặp một người đẹp trai hơn em pha trà cho chị uống, cho nên giờ chị phải nói. Chị là... chỉ có thể nói là gặp một anh đẹp trai chứ đừng có nói là đẹp trai hơn em. Gặp một anh đẹp trai em không bằng. Vậy là cái số trước mà chị ốc quay á là em là người pha trà đúng không? Dạ, em pha cho chị uống. Hay quá luôn á, bởi vì hôm nay chị hên. Tại vì ốc nói với chị là em cẩn thận đừng có uống trà của Huỳnh Lập pha. Em uống ai cũng được mà đừng uống trà của Huỳnh Lập pha. Sao kỳ vậy? Ủa sao kỳ quá vậy? Không, cái này là kỳ thiệt nha. Nói chung là kỳ thiệt. Nói chung là không biết diễn tả sao, em chưa biết nó là từ kỳ đó. Thôi, để cho bệnh viện nó yên. Nếu mà bạn chị nói trời bây giờ mà nó ngồi viết lại hồi ký cho bệnh viện những ngày nó chăm chị, chắc là cả một rất là nhiều những câu chuyện lạ lùng đang xảy ra kiểu như vậy. Được đó chị, nếu như mà... Tại biết là có những show mà chị hủy á, chị gửi riêng cái bệnh án cho người ta vẫn nói chị xạo. Người ta không tin, người ta không chịu hủy show. Dạ. Nhưng giờ trả lại tiền A Văn người ta cũng không chịu luôn. Thật ra thì chị nghĩ nó là lực hút đó. Dạ. Khi mà mình ước mơ một điều gì đó hoặc là mình mong muốn một điều gì đó mà mình chỉ đặt tâm vào chuyện đó thôi thì tự nhiên nó sẽ sản sinh ra một cái loại năng lượng là lực hút, và nó sẽ biến cái điều đó nó dần dần trở thành cái mà mình muốn mà mình không hề ngờ tới. Dạ. Thực ra mọi người hỏi chị điều trị như thế nào thì chị nói bắt đầu điều trị của chị là chị không có dùng hóa chất mà chị chỉ xạ 10 tia và chị sẽ uống thuốc. Dạ. Uống thuốc nhắm trúng đích, thuốc dành cho ung thư. Dạ. Và cái thuốc này sẽ dùng suốt đời.